Minh Phương. Bóng lại được tập trung dành cho Công Vinh ở bên phía cánh trái. Đây là cơ hội dành cho các thủ Việt Nam. Công Vinh đã bị phạm lỗi rồi. Một tình huống đi bóng bó vào trong của Công Vinh. Và đây có thể coi là cơ hội cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức của trận chung kết lượt về này. Với Minh Phương đã có mặt trên sân thì chúng ta có thể chờ đợi ở quả đá phạt như thế này. Các cổ động viên, huấn luyện viên Peter Ritz và các thành viên của đội tuyển Thái Lan chắc hẳn vẫn chưa thể quên được bàn thắng của Việt Thắng sau cú đá phạt của Minh Phương. Trong hiệp 2 này thì Sumi Suga đã tới 2 lần ngăn cản những tình huống đi bóng nguy hiểm và có thể dẫn đến bàn thắng của Công Vinh. Nhưng anh vẫn đang rất may mắn khi không phải lãnh thêm một thẻ vàng nào từ phía trọng tài Abdul Basir người Singapore. Đây là một cơ hội rất tốt dành cho đội tuyển Việt Nam. Phút cuối cùng của thời gian đá bù giờ. Cú sút vào Minh Phương. Sự tự hoa tuyệt vời. Phút cuối cùng và lưới của Cosi đã rung lên. Tôi còn gì ngọt ngào hơn khi chiến thắng đến từ những giây cuối cùng của trận đấu. Đây là đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Sự thăng hoa tuyệt vời, đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch của Đông Nam Á tại giải đấu năm nay. Hy vọng là như vậy, niềm vui rất lớn từ trên các khán đài. Một niềm tự hào rất lớn, tất cả đều đang hòa chung tinh thần cổ vũ một bàn thắng tuyệt vời. Vâng, không thể có một kịch bản hoàn hảo và ngọt ngào hơn cho những cổ động viên, cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chờ đợi trong suốt 10 năm qua. Chúng ta đã có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng trong trận đấu này, nhưng chúng ta đã để cho đối phương gỡ hòa với tỷ số hòa 2-2. Nhưng rồi đến những giây cuối cùng, khi tưởng như hai đội phải bước vào thời gian đá hiệp phụ, thì Minh Phương đã cho thấy ngày hôm nay và cả ở giải đấu này, Calisto luôn cho thấy ông luôn mang lại những sự thay đổi người chính xác. Và đã có một quả đá phạt chính xác của Minh Phương để Công Vinh ghi bàn thắng quý hơn vàng. Công Vinh thật tuyệt vời với một bàn thắng. Đây có thể sẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Công Vinh. Và tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Việt Nam đã trở thành nhà vô địch Đông Nam Á các bạn ạ. Công Phương, nhà bóng. Bóng Duy. Không được. Chủ định Hồng Duy là chuyền bóng ngang cho anh Đức. Không phải là ông Duy mà là Hùng Dũng. Chúng ta xem lại phát biểu chân trái của Hùng Dũng. Nếu là ông Duy có thể sẽ là một dịp dấn và sút ngay. Quả phạt góc ở những giây cuối cùng. Một tình huống cố định và đội tuyển Việt Nam liệu có chắc chiu được cơ hội này không? Và đá phạt của Xuân Trường. Đánh nhau! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của ông Park Seo với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Park Seo, những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì Anh Đức đã bị chuột rút thật rồi, nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất trên phía đội tuyển Việt Nam. Cao Win đã chơi có thể nói là rất lung tung. Anh bị bất ngờ trước tình huống dứt điểm của Anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Win phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này, nhưng họ không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Và bằng một cách tiếp cận khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả thuận lợi cho đến này khi mà thời gian còn lại quá ít. Và tiếng còi mãn cuộc đã 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Trận đấu mà người Thái rất mong chờ, rất muốn tổ chức, rất muốn có sự so đỏ trực tiếp với bóng đá Việt Nam đã kết thúc với một kết quả không thuộc về họ. Đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch của bóng đá Đông Nam Á, đã có một lời khẳng định xứng đáng. Chúng ta đã thắng một cách đĩnh đạc.
trong một trận đấu ở một giải đấu giao hữu trên đất Thái. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu và sẽ có 3 phút cộng thêm. Chúng ta hãy cùng hy vọng điều kỳ diệu đến với hàng công của U22 Việt Nam trong 3 phút này. Một đường truyền. Hoàng Đức, cú đá từ xa. Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Đó là Hoàng Đức. Tỷ số là 2-1. Tỷ số là 2-1 tuyệt vời. Một cú đá phải nói là mang tính đột biến quá cao. Và như vậy là Nadio đã lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng quý hơn vàng của Hoàng Đức. Và chúng ta đã ngược dòng. Hoàng Đức ngày hôm nay với những gì mà cầu thủ áo số 14 của U22 Việt Nam đã thể hiện, anh xứng đáng có được bàn thắng quyết định này. Bàn thắng tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa được xem lại siêu phẩm của Hoàng Đức. Đủ không gian và thời gian để thực hiện một cú đá đá bắt vào lưới khung thành của Nadio. Những sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh và quyết tâm của cao trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang về bàn thắng 2-1. Một màn ngược dòng rất tuyệt vời của các cầu thủ áo đỏ. Đó là những gì mà người hâm mộ U22 Việt Nam đang rất mong chờ ở thời điểm này. Chúng ta đã có những thời khắc bùng nổ trong hiệp 2. Nhưng điều mà chúng ta thấy là gì? Đó chính là một lối chơi rất đỉnh đạt và điềm tĩnh của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ không hề tỏ ra nôn nóng hay vội vàng cho đến tận những giây phút cuối cùng. Và sự kiên nhẫn, sự kiên định đó đã được tưởng thưởng bằng một bàn thắng phải nói là siêu phẩm của Hoàng Đức. Tiến Linh! Cơ hội cho Tiến Linh! Cơ hội! Tiến Linh là một lần một cơ hội quá đáng tiếc. Chúng ta cũng thấy sự tiếc nuối của Tiến Linh. Bàn thắng đã đến rất gần rồi. Chỉ tiếc là một pha đặt lòng có phần hơi vội vàng của Tiến Linh. Những giây cuối cần phải giữ vững tỷ số này. Thêm một cơ hội phản công. Phải nói là những giây phút rất bùng nổ của U22 Việt Nam. Và đây là một pha xử lý bình tĩnh cần thiết của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội này. Pha càng lướt rất tốt của Tiến Linh. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ pha đặt lòng cuối cùng. Nếu như thành bàn đó chắc chắn là bàn thắng để kết thúc trận đấu này. Hạ Đức Chinh. Quả đá phạt dành cho U22 Việt Nam. Rõ ràng ở thời điểm này, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thấm nhuần tư tưởng của vị chiến lược gia Hàn Quốc. Đó là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng cần giữ được sự bình tĩnh, một sự điềm đạm trong lối chơi. Ở thời điểm này đúng là chúng ta đang có rất nhiều những cá nhân nổi bật. Và tiếng còi của trọng tài ông Majed Mohamed đã vang lên. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng U22 Việt Nam đã ngược dòng thành công. Quang Hải, Tiến Dũng, Anh Đức, Sa Khang, wow, vào rồi, vào rồi, vâng, 1-0 cho Việt Nam. Sự tăng tốc ở cuối hiệp phụ thứ nhất là cái cơ sở để cho Park Hang-seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của đội tuyển Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. Chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có xoay sở chậm và đôi khi bóng lót cho nhau không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Siri đã lúng túng. Vâng, và Văn Toàn, cầu thủ cuối cùng vào sân thay người, đã lập công. Những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 3. Hết giờ! Chúng ta đã thắng. Bàn thắng duy nhất của Văn Toàn đã đưa đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào top 4 đội
hay nhất của ASEAN năm 2018. Một mốc lịch sử nữa lại được bóng đá Việt Nam xác lập. Xin chúc mừng bóng đá Việt Nam, xin chúc mừng cầu thủ Olympic Việt Nam. Vì sao? Đã có một pha đánh đầu. Nhìn bước chạy và di chuyển vừa rồi cũng như góc máy vừa rồi đủ để thấy là sự khác biệt lớn vào Đức Trinh và Văn Toàn. Đức Huy, tạt bóng của Đình Trọng. Goal! Văn Toàn! Tiến Dung ạ, chúng ta hãy dành khoảng lặng này mà không phải bình luận gì nữa, vì tất cả đã nói lên, ý nghĩa của nó đã được nói lên tất cả rồi. Một tình huống đã nói lên tất cả về cách dùng người của huấn luyện Park Hang-seo, về tinh thần chiến đấu của những chiến binh áo đỏ mạnh bậc nhất. Đá phạt của Xuân Trường. Đánh đó! Vào rồi! Một pha băng cắt. Một pha băng cắt máu mực, và Đức Trinh đã hạ đối phương theo đúng cách mà Hussein đã đánh bại chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ tiến vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng dù thời gian vẫn còn. Rất nguy hiểm. Đây là một pha xử lý quen thuộc của Alamawi. Chúng ta có bàn thắng vào lưới U23 Malaysia một cách gần tương tự thế này. Vũ Văn Thanh và Fahim. Wow! Nhận một chút áp lực trong ánh mắt của Văn Thanh, đó là một điều bình thường với một cầu thủ phải lĩnh sướng đầu tiên. Ahmed Basin đã đoán đúng hướng sút. Tiến Dũng đã có thể ngăn cản quả penalty trong trận. Tiến Dũng. Come on! Rất giống với cú đá màn đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương. Anh Dũng có để ý những động tác chân của Tiến Dũng hay không? Đó là một động tác. Tôi thấy Quang Hải rất tự tin. Đúng là như vậy. Tự tin để tạo ra một hai cú đá của Văn Thanh và Quang Hải đều vào cùng. Tiến Dũng và Hussein. Lần này là một cú đá tốt hơn. Hussein nhìn ngóng hy vọng cho U23 Iraq. Cú đá rất tốt của Xuân Trường. Vẫn là góc bên phía trái. Cú đá tiếp theo của đội bạn. Đây là cú đá của người đã gỡ hòa 3-3. Vẫn là một cú đá chính xác của Đức Trinh. Và vẫn là một người Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm qua hay không? Vọng thay đổi hàng công. Rất tiếc. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng. Vẫn quá. Chúng ta đã có mặt vào bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình. Vẫn là Đình Trọng giải nguy. Bình tĩnh giữ bóng lại. Mất nhịp. Vẫn còn.
Pha phạm lỗi của Nugroho. Nugroho đã phạm lỗi với Danh Trung, cầu thủ vào sân thay người. Danh Trung là cầu thủ gốc Huế, tuy nhiên đào tạo từ nhỏ ở trung tâm đá Viettel. Bây giờ thì mới là một cơ hội thực sự dành cho Quang Hải. Góc sút đã lớn hơn rất nhiều và cự ly khoảng gần 20m này mới là cự ly ưa thích của số 19. Chúng ta hy vọng một đường cong thật là đẹp, chính xác sẽ lại được vẽ một lần nữa từ cái chân trái của Quang Hải. Các thủ Indonesia chắc chắn cũng đã biết đến tài đá phạt của Quang Hải. Có thể coi đây là cơ hội cuối cùng. Đến bây giờ Quang Hải mới có một tình huống thực sự là vào bóng ruột của anh. Quang Hải, bóng đập hàng rào, sút tiếp, vẫn ngọt, chuyển vào trong. Những giây cuối cùng của trận đấu. Những nỗ lực ở những giây cuối cùng, và tưởng rằng chúng ta đã không còn cơ hội sau pha đá phạt không thành bàn của Quang Hải, nhưng bây giờ tất cả đã có niềm vui. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm và có lẽ không có thời gian để gỡ nữa dành cho Indonesia. 1-0 cho cầu thủ Việt Nam. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thành công sau rất nhiều công sức. Một tình huống bóng bầu và người ghi bàn là Triệu Việt Hưng. Chúng ta vẫn cần phải có thêm một chiến thắng nữa để giành ngôi nhất bảng và giành quyền đi tiếp. Nhưng bàn thắng này thực sự là rất quan trọng. Nó đem đến sự tự tin, nó củng cố thế đá của chúng ta cho trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan. Việt Hưng trở thành cầu thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng tại vòng loại. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Một trận đấu nhọc nhằn và khách quan mà nói, Việt Nam xứng đáng có 3 điểm ngày hôm nay. Chúng ta có thể có những lúc khó khăn, tuy nhiên các chỉ số đều nghiêng về U23 Việt Nam. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Ông trọng tài người Qatar Ali Anaba đã đổi tiếng gọi mãn cuộc. Có thể thấy được sự thất vọng của huấn luyện trưởng đội Indonesia, ông Indra Syafri. Ngược lại là niềm vui khôn tả của cầu thủ Việt Nam cùng với đông đảo cổ động viên trong cả nước. Chúng ta đã nhọc nhằn và cuối cùng đã có thắng lợi. Những sự điều chỉnh của Bang Sô đã mang lại kết quả, và hy vọng tỷ số 1-0 ngày hôm nay không chỉ là một trận thắng giành 3 điểm mà còn là hành trang để chúng ta hoàn thiện mình hơn, sẽ chơi tốt hơn, sẽ thực sự bùng nổ ở trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan sau đây 2 ngày. Thành Lương, Công Phượng, vẫn chưa có một pha đột phá nào của Công Phượng. Công Phượng, Trọng Hoàng, Minh Tuấn đột phá. Tuyệt vời, nỗ lực tuyệt vời của các thủ Việt Nam thật không thể tin nổi. Nhưng anh Dũng ạ, đó là sự công bằng của bóng đá. Tôi nghĩ là như vậy. Chính xác là như vậy. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bây giờ thì đã được đền đáp. Trên lưng của Quế Ngọc Hải là cái tên Nguyên Mạnh, và các cầu thủ đang đá với nỗ lực để khỏa lấp vị trí của Nguyên Mạnh. Các cầu thủ đang chơi như có 11 người trên sân. Các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã khóc rồi. Một khoảnh khắc quá xúc động, quá nhiều cảm xúc. Thực sự là
Thật khó cầm được nước mắt trong khoảnh khắc như thế này. Rất khó. Có lẽ là những cảm xúc nó rất giống với những bàn thắng của Văn Sĩ Hùng hay bàn thắng của Công Vinh. Công Vinh. Những gì huấn luyện viên Hữu Thắng nói về Vũ Minh Tuấn đã hoàn toàn chính xác. Bản năng sát thủ của Vũ Minh Tuấn đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ ở tình huống này. Ngoặt bóng khéo sút bên phía Indonesia. Đó là Letusen. Xuân Trường và Công Phượng đã cố gắng để tác động tới Letusen. Letusen và thủ môn bất đắc dĩ của chúng ta. Rất đáng tiếc khi đội bạn đã có bàn thắng. Rất đáng tiếc. Quế Ngô Hải đã kịp với cái chân lại nhưng vẫn không thể cản được cú đá của Letusen. Thành Lương. Thành Lương. Và đang vướng phải một bức tường phòng ngự màu trắng của Indonesia. Lê Công Vinh, Trọng Hoàng, Xuân Trường. Như vậy là trận đấu bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã khép lại. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng. Cuộc thi ban đầu của đội bóng này. Tôi có cảm giác là thủ môn Tiến Dũng cũng còn bị giật mình khi mà rất khó để quan sát được trái bóng trong điều kiện như thế này. Rất khó, đúng là như vậy. Tuyết rơi ảnh hưởng tới tầm quan sát. Và ghi bàn của Asumatov. Nếu có khoảng trống chúng ta cũng có thể tính tới những quả sút xa như trường hợp này. Đường chuyền của Xuân Trường. Pha dứt điểm đầu tiên và đó là pha dứt điểm của Quang Hải. Một pha chuyền bóng tốt của Xuân Trường, rất tốt. Nếu trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn thì đây là một tình huống mà chúng ta có thể làm nên chuyện. Ở cho Văn Thanh. Quá khắc nghiệt với điều kiện thời tiết như này. Hoan hô Tiến Dũng. Hoan hô Tiến Dũng cho Văn Thanh. Quá khắc nghiệt với điều kiện thời tiết như này. Hoan hô Tiến Dũng. Hoan hô Tiến. Khoảng cách 25 đến 30 mét là khoảng cách tiêu tích của cao thủ Uzbekistan và cần phải có sự áp sát cần thiết. Đứng dứt điểm từ xa. Không ít những bàn thắng đã được ghi tại giải đấu lần này từ những quả sút xa, trong đó có cả một pha ghi bàn rất hay. Là hai cầu thủ đang đứng trước cơ hội để chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Có lại đá. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Một đều trong trận. Chúng ta đã được đền đáp. Phải nói là như vậy. Những nỗ lực từ đầu trận và một cơ hội mà chúng ta đã biết cách chăm chiều, đã biết cách để nâng niu nó.
anh Nguyễn Dũng có thấy không khi chúng ta được quả phạt, ông Park Hang-seo đã ra tín hiệu và tôi hiểu rằng đó là một sự chỉ định người xử phạt. Và đó là những cái tín hiệu mà ông và các học trò đã liên lạc với nhau rất nhiều lần. Và hãy cùng thưởng thức khoảnh khắc Quang Hải với một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thương Châu. Và sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này ở đường cong quá hoàn hảo và nó tạo ra. Tôi nghĩ là những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng không thể cản được cú sút này của Quang Hải, treo bóng vào đúng góc cao và đội bạn cũng tích cực áp sát trong hiệp 2 này. Và chúng ta phải hạn chế những khoảng trống dành cho các cầu thủ Uzbekistan. Thách thức rất rõ trong điều kiện thời tiết như hiện tại. Không vào. Rất khó để các thủ môn có thể bắt dính bóng trong điều kiện thời tiết như thế này. Lần này là một pha đổ người kịp thời của Tiến Dũng. Chúng ta thấy sau khi đổ người đẩy bóng, Tiến Dũng còn người của Tiến Dũng còn trôi đi một đoạn. Một tình huống mà tưởng như chúng ta đã phải nhận bàn thua rồi, nhưng pha đổ người của Tiến Dũng là xuất sắc. Một cú đổ người không khác gì một pha cản phá penalty của Bùi Tiến Dũng. Xuất sắc. Và nó giá trị như một bàn thắng. Tôi nói như vậy, Tiến Dũng sẽ là thủ môn xuất sắc nhất có mặt trong sân rồi. Đó là một người có khả năng đánh đầu tốt. Dứt điểm, dứt điểm. Không chính xác. Để các tiền đạo làm tường hoặc làm tường và sau đó là dứt điểm tuyến hai. Mọi thứ đã diễn ra có thể theo đúng ý đồ rồi. Đường cú đá này của Phan Đức tốt hơn. Nguy hiểm quá, áp sát đi, may quá không vào. Rất may. Một khoảnh khắc thoát tim. Cú căng ngang là cực kỳ khó chịu và trong điều kiện trơn như thế này thì Tiến Dũng khó kiểm soát được tình hình, nhưng cực kỳ may mắn khi đó là một cú đưa bóng lên trời. Nguy hiểm. Chưa đủ khó để đánh bại được Bùi Tiến Dũng. Đó là cú đánh đầu của cầu thủ có thể hình không thực sự cao bên phía đội bạn là Sidikov. Tìm cơ hội xuất xa. Không vào. Anh Dũng có thấy không, ngay cả quay phim của trận đấu cũng khó để quan sát được hết đường bóng vì thời tiết với mưa tuyết dày và không kịp theo tình huống vừa rồi. Nhưng Tiến Dũng thì vẫn kịp quan sát để thực hiện một cú cản phá. Xuân Trường bình tĩnh. Tiếp tục là Xuân Trường, cú tạt bóng vào trong. Đánh hết đâu. Wow. Phát bóng người đánh đầu của Hà Đức Trình. Và xử lý này của Xuân Trường là rất bình tĩnh. Không biết là bóng đã chạm được cầu thủ nào của Uzbekistan hay chưa? Có lẽ là chưa. Todorov vào sân là có ý đồ rất rõ ràng bởi chiều cao tốt cầu thủ này. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng. Và đó chính là người mới được tung vào sân. Rất đáng tiếc cho chúng ta. Này là thế nào thì chúng ta vẫn đang được chứng kiến những người hùng thực sự. Đó là một pha băng cắt dứt điểm rất nhanh của số 11 Sidorov.